Từ ngày mai 3 tháng 3 đến 30 tháng 3, Hội chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai cùng Hội chữ thập đỏ các huyện, thành phố sẽ phối hợp với Trung tâm truyền máu chợ rẫy tổ chức 20 đợt tiếp nhận hiến máu tình nguyện trong tháng 3 năm 2023. Thông qua chương trình hiến máu tình nguyện, Hội chữ thập đỏ Đồng Nai mong muốn tiếp nhận được 4.400 đơn vị máu. Chương trình hiến máu tình nguyện được Ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh, huyện và thành phố tổ chức đảm bảo chu đáo, an toàn và tạo được niềm vui với người đến hiến máu. Trước đó qua 19 đợt tiếp nhận hiến máu tình nguyện diễn ra vào tháng 2 năm 2023, Hội chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận được hơn 4,3 ngàn đơn vị máu.